Chào các bạn, đó là Eli và chào mừng trở lại với một tập khác của Game 3. Hôm nay chúng ta có một chiếc blazer thực sự thú vị trong trò chơi. CBC Crypto nó có mối đe dọa ở London vài ngày và nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý gần đây với các khoản đầu tư hoàn vốn thực sự cao. Như bạn có thể thấy, tôi đã thực hiện hơn 66 CB, khoảng 150 đô la. Chỉ với khoảng 70 đô la đầu tư lên đến 2 ngày. Nhưng với cơ chế mới của tỷ lệ ACB, tôi sẽ có thể làm về game này. Cho đến bây giờ trong video hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chơi trò chơi. Và quan trọng nhất, tôi sẽ chia sẻ với bạn một mẹo thực sự thú vị mà tôi nghĩ sẽ giúp các bạn chủ mưu lợi nhuận của bạn khi chơi trò chơi. Nhưng hãy cẩn thận rằng không có lời khuyên tài chính. Tôi không bảo bạn mua bất kỳ con tàu nào để chơi trò chơi. Video này chỉ dành cho bất cứ ai đã quyết định tham gia, đã mua một số tàu và muốn biết thêm các mẹo để kiếm lợi nhuận từ Maximan. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Bây giờ chúng ta hãy đi thẳng vào nó. Vì vậy, nếu các bạn đã quen thuộc với dự án, bạn có thể tham khảo hai video cuối cùng của tôi, đánh giá dự án và đánh giá trò chơi. Tìm hiểu thêm về CBC Crypto, tôi đã phân tích và cập nhật rất nhiều thông tin ở đó. Vì vậy, bạn có thể tự mình kiểm tra. Vì vậy, để tham gia vào trò chơi, nó thực sự siêu dễ dàng. Bạn nên vào trang web này, không gian tiền điện tử.au và nhấp vào chơi. Kết nối với ví của bạn. Và chúng tôi đang ở giai điệu của trò chơi. Vì vậy, đây là tất cả các tàu vũ trụ của tôi. Tôi có 31 trong số chúng. Tôi có huyền thoại đây. Khá may mắn khi có được cái này từ đợt đầu tiên. Vì vậy, ngay bây giờ bạn phải có khoảng 25 Isengi, khoảng 20 đô la với giá hiện tại cho 10 tàu. Khuyên bạn nên đi hơn 10 con tàu. Vì vậy, bạn có thể kiếm được lợi nhuận kha khá và cao từ trò chơi. Vì vậy, ngay bây giờ tôi đã mở tới 30 tàu vũ trụ. Tôi có thể nhấp vào chiến đấu và thêm chúng vào danh sách của mình. Mỗi người trong số họ có sức căng và đạn và tốc độ riêng mà bạn có thể chọn. Thêm họ vào cuộc chiến chùm. Bạn có thể chọn những người có thiệt hại thấp hơn cho vị trí đầu tiên, bởi vì điểm đầu tiên thường thực sự yếu. Và bạn có thể chi tiêu những cái mạnh hơn cho vòng sau. Có tối đa 15 tàu. Và khi bạn hoàn thành việc chọn tàu của riêng mình, tôi sẽ chọn tất cả những thứ chung ở đây, bởi vì chúng tôi dành những cái hiếm và những cái huyền thoại sau này và nhấp vào 5 đô la. Và chỉ để họ làm công việc của họ. Điều này giúp tôi hoàn toàn tự động. Trò chơi chỉ là không cần phải làm bất cứ điều gì. Và tôi nghĩ không có gì để bạn phân tích. Vì vậy, nó giống như một loại tiền điện tử. Bạn có thể để họ làm công việc của họ và vẫy tay chào họ. Tôi đã hoàn thành vòng đầu tiên và tôi có một số CP. Nó chỉ là một chút. Vòng đầu tiên thường có rất ít phần thưởng. Bạn cũng có thể nhấp vào lửa tại đây, nhưng tôi nghĩ nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Vì vậy, bạn không cần phải làm điều đó. Và sau đó bạn có thể quay lại hành lang chính. Bất cứ lúc nào bạn muốn phát lại bất kỳ tàu vũ trụ nào. Nhưng nó vẫn đến thời gian ở đây. Vì vậy các bạn tốt hơn nên nhấn lên. Bởi vì nếu hết thời gian, bạn sẽ quay lại vòng 1. Và bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Vì vậy nó thực sự tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy các bạn cần thay đổi tàu vũ trụ của mình kịp thời. Và liên tục để họ tìm thấy chiếc hộp. Cho đến khi tất cả tàu vũ trụ ra khỏi Amman. Vì vậy tôi sẽ nhấp vào tiếp tục. Tôi nghĩ đó là canh bạc cơ bản của tiền điện tử không gian. Nó thực sự đơn giản, dễ làm theo. Và không có bất cứ điều gì bạn cần học để hiểu sâu sắc về, không cần điều đó. Và thông qua tinh thần của riêng tôi, Ablesi, CBC Crypto tốt hơn để các bạn vượt qua cấp độ 10, để có lợi nhuận cao từ mỗi vòng. Bài 10 là một chút lợi nhuận nhỏ. Vì vậy khoảng 20 tàu vũ trụ là khá tốt để bạn bán lên cấp 15.
hoặc may mắn là 20. Và có một tia phế xi mà tôi nghĩ là rất tuyệt. Tôi nghĩ nó sẽ giúp bạn tổ chức tàu vũ trụ của mình tốt hơn cho vòng tiếp theo, bởi vì bạn biết, thời gian là không gian tiền điện tử thực sự quan trọng. Ví dụ như tôi ra khỏi vòng cấp 4 và chúng tôi trở lại sảnh chính. Và như bạn có thể thấy ở đây, tôi chỉ có khoảng 5 phút để thay đổi tàu vũ trụ của mình. Và cũng tìm thấy các hộp. Nó không dễ dàng phải không? Có lẽ nó dễ dàng ở vòng này. Nhưng nếu bạn nhắm đến các hộp tròn cao hơn, sẽ không còn 5 phút nữa. Nhưng 3 phút, 2 phút rất nhanh. Và đó là một vấn đề khiến rất nhiều bạn bè của tôi không thể thu được lợi nhuận và vượt qua vòng cấp cao hơn, bởi vì họ không có nhiều thời gian để thay đổi tàu phù hợp. Vì vậy hãy thay đổi cái này và chuyển sang cái này. Và nó sẽ làm giảm thời gian của tôi để dành cho xe buýt. Vì vậy một điều bạn có thể làm là chủ mưu thời gian bạn có trong không gian tiền điện tử, là bạn có thể đợi ông chủ làm thế nào để chuẩn bị trở lại con số 0. Và ngay lúc này bạn bấm trở lại sảnh chính. Vì vậy tôi sẽ làm một ví dụ cho bạn có một sự hiểu biết tốt hơn. Vì vậy tôi sẽ di chuyển miệng của tôi đến điều này và tôi sẽ đợi. Hãy xem nào. Và bạn sẽ hiểu ngay lập tức. Bấm vào ngay tại thời điểm. Và như bạn có thể thấy ở đây, tôi có tới 3 phút bằng 4 dấu nhân 4. Cái nào đã chết. Và tôi có tới 3 phút để thay đổi tàu vũ trụ của mình mà không lo lắng về việc lãng phí thời gian trong vòng tiếp theo, nên tôi có 3 phút ở đây. Và nó đã tiết kiệm cho tôi rất nhiều thời gian. Bạn có tới 3 phút. Vì vậy bạn có thể thay đổi bất cứ khi nào bạn muốn mà không cần lo lắng. Và nhấp vào $5 một lần nữa. Và nó sẽ thấy phần thưởng nhận được từ vòng cuối cùng. Và chúng ta đi đến vòng tiếp theo. Vì vậy chúng tôi có tới 3 phút cho đường tròn. Nó đã bắt đầu đếm mới. Bạn có thể thấy ở đây 3 phút thực sự ngắn phải không? Và bạn đã mặc sơ mét mọi lúc ở đây để tìm các hộp mà không cần rửa bất kỳ lúc nào. Những lời khuyên thực sự hữu ích phải không? Tôi sẽ lặp lại chính xác như vậy cho các bạn trong vòng này. Và click. Và vâng, chúng tôi ở sảnh người đàn ông. Và chúng tôi còn thời gian cho cuộc chiến bóng. Và chúng tôi đi đến hộp 5 phút. Vì vậy bạn có thể giảm thời gian để tìm các hộp cấp cao hơn. Vì vậy tôi sẽ dạy bạn cách làm điều này ngay bây giờ. Tạm dừng cấp độ 6 ở đây. Vì vậy bạn có thể thấy ở đây, bạn có thể thấy màu đỏ, cái màu cam và thanh địa ngục màu đỏ với các nhà vẽ đồ thị. Vì vậy chúng tôi đợi màu đỏ trở về không? Và nhấp vào ngay lập tức, chúng tôi đợi ở đây. Và click. Và vâng, bạn đã làm được. Chúng tôi có tới 4 phút để sửa chữa. Mẹo này tôi nghĩ là cực kỳ hữu ích. Nếu bạn có hàng tấn tàu lên đến 30, 40 tàu, và bạn phải tìm các hộp tròn cấp cao hơn, nó sẽ cực kỳ hữu ích để bạn hoạt hóa các nhà tiên tri và những thiệt hại cho các hộp. Tốt, tôi nghĩ đó là tất cả những gì tôi muốn nói trong video này. Tôi hy vọng rằng kết sắt có thể giúp bạn thu lợi nhuận lớn với Seabucker Zipto. Nếu tôi tìm ra thêm mẹo, tôi sẽ cố gắng chia sẻ với tất cả các bạn trong mái nhà cà phê Telegram của chúng tôi. Các bạn nên tham gia ở đó. Chúng tôi cũng có rất nhiều cuộc thảo luận về tất cả các địa điểm chạy trò chơi. Nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn like, nút đăng ký để hỗ trợ chúng tôi và bắt kịp nội dung gà phi mới. Một lần nữa tôi là Ellie và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Tạm biệt.